Cố Thành Quyên kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày đang vào buổi tối 9 giờ tối của ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 dương lịch. Thì video clip tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở Thành Quyên, chuyên sản xuất các loại mặt hàng về đồ thờ. Đấy, thì hôm nay cơ sở chúng tôi cũng đang bốc một lô hàng phòng thờ để vận chuyển vào bên trong miền Nam. Bao gồm một sập thờ, một bộ câu đối quân thư, một chiếc bàn cơm. Tôi bọc rất là cẩn thận, lớp phủ, lớp giấy bóng bên ngoài, bên trong và lớp chăn bên ngoài để di chuyển vào phía bên trong miền Nam. Đây là câu đối. Cơ sở chúng tôi còn rất nhiều các mặt hàng về đồ thờ. Đấy, vẫn chất liệu là gỗ hương đá, có gỗ đỏ Nam Phi, có gỗ, có mít. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết thì kính mong quý khách hàng hãy liên hệ Thành Quyên chúng tôi qua số điện thoại là 0398949884, hoặc có thể đến trực tiếp cơ sở chúng tôi đặt tại địa chỉ là Ngày Mộc La Xuyên Vàng, thuộc xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video clip.